Bài thơ Phương pháp diệt trừ COVID, tác giả Dòng sông Lam, dựa trên lời khuyên của cụ cao nhân dành cho chúng sinh về phương pháp phòng ngừa và diệt trừ COVID trên trang Tuệ Giác Tâm Linh. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Cao nhân vừa ban cho ta có một phương pháp giải trừ COVID, luận điểm khoa học dễ gì, tâm linh vi diệu khắc ghi trong lòng. Lên trang Tuệ Giác Tâm Linh, xem thầy nhắn gửi cộng đồng hữu duyên, tần số dao động COVID, căn 2 con số, bằng 5 làm tròn, tần số dao động cao hơn, cái con COVID không còn đáng lo, cao nhân đã chỉ cách cho, thật là đơn giản dễ bề làm theo. Thứ nhất phải biết thương yêu, dành lời tốt đẹp cho nhau thật nhiều. Thứ hai phải biết nguyện cầu, gieo nhân quả tốt làm điều thiện lương. Thảnh thơi, ngắm cảnh thiên nhiên, hòa cùng tiếng nhạc du dương tâm hồn, yoga, sưởi nắng mặt trời, khéo tay cứ vẽ bức tranh cho mình, chơi đùa ca hát cực quyền, mỉm cười chúc phúc ngồi thiền tĩnh tâm, thể dục thân thể biết ơn, làm tăng tần số cho người lắng nghe, rau xanh củ quả mùa hè, trái cây, ngũ cốc uống nhiều nước hơn, làm cho thân thể rung lên, vượt ngưỡng tần số con thời COVID. Hào phóng, chấp ẩn từ bi, đứng đầu hiệu quả chẳng gì sánh ngang, những nơi hạn chế đi sang, nhà tù, bệnh viện lòng đất xin đừng, trung tâm hỗ trợ hãy dừng, những nơi tần số thấp tần dễ lây, ở đó COVID rất dày, để cho bác sĩ tài năng đẩy lùi, ồn ào, kích ứng con người, nỗi đau, sợ sệt sẽ làm nặng thêm, sợ hãi, ám ảnh nghi ngờ. Lo âu, căng thẳng cũng nên giải trừ, thịnh nộ, giận dữ, tham lam, cũng làm cho bệnh ngày càng nặng hơn, ghen tị, ghen ghét đừng nên, từ bi, bác ái giữ lòng hảo tâm, những lời nhắn từ cao nhân, chúng ta nên nhớ, hữu duyên thực hành, cầu chúc đất nước an lành, vượt qua đại dịch an vui nước nhà. Mong mọi người nhấn nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.